Thưa quý vị, là thương hiệu mặt kính bếp bán chạy nhất thế giới kể từ năm 1971, 200 triệu mặt kính Scott Cyran đã được bán ra trên toàn cầu. Con số này có được một phần từ những giá trị và chất lượng mà sản phẩm mang tới, với nỗ lực nghiên cứu không ngừng nghỉ của các nhà khoa học đến từ tập đoàn của Đức này. Tuy nhiên, lợi dụng uy tín thương hiệu Scott Cyran, nhiều sản phẩm được làm giả với chất lượng kém, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tới người dùng trong nước. Đại diện của Scott Cyran đã có những chia sẻ với Sống Kết Nối về vấn đề này và những xu hướng công nghệ tương lai của gian bếp. Do quy trình sản xuất và vật liệu kém chất lượng, máy kính Scott Cyran giả có khả năng chịu nhiệt khá thấp, trong khi đây là tiêu chí quan trọng bậc nhất với các dòng bếp hiện đại. Sản phẩm nhái thường nhanh chóng xuống cấp do độ bền cơ học yếu và khả năng chống axit thấp, dẫn đến hiệu suất kém và tuổi thọ sản phẩm ngắn hơn đáng kể. Những sản phẩm này được bán tràn lan trên thị trường với kỹ thuật làm nhái tinh vi, khó nhận biết bằng mắt thường. Chúng tôi luôn hợp tác chặt chẽ với đối tác và các cơ quan chức năng để đẩy lùi vấn nạn hàng giả, hàng nhái. Trong vài năm gần đây, các cơ quan chức năng Việt Nam đã tiến hành nhiều chiến dịch kiểm tra, tịch thu và tiêu hủy một lượng lớn hàng giả thương hiệu Scott Cyran. Scott Cyran là nhãn hiệu đã được đăng ký và bảo hộ tại Việt Nam. Hiện các dòng bếp sử dụng mặt kính chính hãng tại Việt Nam gồm có Chef, Rinnai, Manchen, Loka, Latino, Kocher, Tomate, v.v. được bán ở các chuỗi siêu thị lớn như Nguyễn Kim, MediaMart, Bếp 365 và Bếp Phú Sơn. Tại Việt Nam, hãng cho biết người tiêu dùng đang quan tâm tới các mẫu bếp lai, tức là bếp kết hợp hai công nghệ bếp từ và hồng ngoại. Scott Cyran sở hữu hàng ngàn mẫu thiết kế với 30 tông màu khác nhau, nhiều loại mặt bếp từ 1 đến 6 vùng nấu để đáp ứng nhu cầu đa dạng. Trong tương lai, hãng sẽ phát triển nhiều công nghệ thông minh trên sản phẩm của mình. Những công nghệ và sản phẩm giúp bạn nấu ăn dễ dàng và thoải mái hơn sẽ lên ngôi, ví dụ như các ứng dụng nấu ăn có kết nối với bếp, cũng như các loại bếp có đèn cảm biến cho phép tích hợp công nghệ trợ lý nấu ăn. Những công nghệ chống chảy xước hay xuống cấp cũng sẽ trở nên thông dụng. Hiện Scott Cyran đã có sản phẩm Mirador, mặt bếp chống chảy xước đầu tiên trên thế giới, với khả năng chống chảy xước ấn tượng giúp gia tăng trải nghiệm nấu nướng của người dùng.